chủ mới của Hoa hậu Hoàn Vũ gây tranh cãi. Nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan Anjaraju Tatip gây tranh cãi khi tuyên bố sẽ là người trao vương miện cho Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Sau khi chính thức trở thành chủ sở hữu của cuộc thi Miss Universe, nữ tỷ phú Thái Lan Anjaraju Tatip đưa ra nhiều thay đổi mới mẻ cho tổ chức. Tuy nhiên, không phải quyết định nào của bà An cũng nhận được sự đồng tình của công chúng. Sau khi nhiều chuyên trang sắc đẹp đồn đoán về việc ai sẽ là người trao vương miện cho tân hoa hậu trong đêm chung kết Miss Universe 2022 thì cuối cùng, bà An đã lên tiếng xác nhận về việc này trong một buổi phỏng vấn. Theo đó, bà An khẳng định là người trao vương miện cho Hoa hậu Hoàn Vũ 2022. Bà An chia sẻ mong muốn sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu vào năm đầu tiên nắm quyền điều hành Miss Universe. Ngoài ra, nữ tỷ phú cũng bày tỏ muốn được trao vương miện cho tân hoa hậu vào dịp kỷ niệm 100 năm tổ chức Miss Universe. Quyết định này ngay lập tức đã gây phản ứng dữ dội. Nhiều khán giả đã vào trang cá nhân của bà An và để lại những bình luận giận dữ. Hana Sandu mới là người nên trao vương miện chứ không phải là bà. Hãy để Hana trao vương miện cho người kế nhiệm. Đừng tìm kiếm sự chú ý, bà không phải là nữ hoàng. Hãy cân nhắc quyết định của mình. Bà là chủ tịch cuộc thi chứ không phải là hoa hậu nên hãy để hoa hậu trao vương miện cho người kế nhiệm là những bình luận của khán giả. Chuyên trang sắc đẹp Miss Update cũng đăng bài về sự việc và bày tỏ ý kiến về điều này. Chúng tôi không phải là phán của ý tưởng này. Tôi nghĩ rằng việc An mua lại cuộc thi Miss Universe đã là một sự kiện mang tính lịch sử khi cô ấy trở thành người phụ nữ chuyển giới đầu tiên sở hữu nó. Tuy nhiên, không cần phải phá bỏ truyền thống của cuộc thi trong suốt 70 năm qua. Đã có những lần đổi chủ trong quá khứ nhưng chủ sở hữu mới chưa bao giờ đòi trao vương miện cho tân hoa hậu. Chúng tôi cảm thấy đau lòng cho Hana nếu điều này trở thành sự thật. Khoảnh khắc trao vương miện chẳng phải nên là khoảnh khắc đặc biệt giữa hai thí sinh đoạt giải Hoa hậu Hoàn Vũ. Chuyên trang này viết, trong khi sự việc vẫn gây tranh cãi thì cư dân mạng bày tỏ sự cảm thương cho. Đường tìm Hoa hậu Hoàn Vũ 2021 Hana Sandu vì có một nhiệm kỳ đầy sóng gió. Sau khi đăng quang, Hana Sandu bị tăng cân trầm trọng và vấp phải sự chỉ trích, miệt thị ngoại hình nặng nề từ khán giả. Giờ đây, khi chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, cô lại bị tước mất quyền trao vương miện cho người kế nhiệm. Theo những chia sẻ của Hana Sandu, cô đã mắc căn bệnh tên celiac, một loại bệnh hiếm về đường ruột do không thể nạp được protein vào cơ thể, dẫn đến viêm niêm mạc. Trong quá trình điều trị, nhiều loại thuốc có tác dụng phụ đã khiến mỹ nhân Ấn Độ bị tích nước và tăng cân không kiểm soát. Chung kết cuộc thi Miss Universe 2022 dự kiến được tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2023 tại thành phố New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Với việc đổi chủ sở hữu, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ lần thứ 71 được đánh giá là sẽ có nhiều đổi mới trong cách tổ chức.